cái địa đạo khi thẳng vào đấy rồi đấy. Bom và pháo cháy. B52 đấy nhỉ? Những cái loại này đã lấy hết thuốc rồi rồi. Bây giờ mình chỉ để lại trưng bày thôi. Và bên đó thì có bơm bi á. Một trái bơm bi như thế nó sẽ có 19 ống. Và mỗi ống nó sẽ có 19 trái. Nhỏ như thế này. Và mỗi trái nó sẽ có 250 viên bi. Sẽ đạp xe máy thôi. Khi nó nổ nó sẽ gây sát thương trên người. Cái này ngày xưa ở ngoài Bắc còn lấy cái này làm ly nước. Lấy cái vỏ nữa. Mà anh chị xem lại cái lỗ không hơi, nó sẽ đưa cái không khí xuống địa đạo bên dưới. Và nó sẽ được ngụy trang giống như là cái tổ mối tự nhiên để đánh lừa quân đội Mỹ trong thời gian chiến tranh. Chỉ có lỗ đó. Đó, nhiều lắm chị. Không hơi ở dưới, hầm ở dưới. Nhiều lắm chị. Thế à? Ờ, hầm ở dưới. Cứ 15 mét địa đạo mình sẽ làm một cái giả này hơi như thế này. Và cái này lỗ không hơi để lấy cái hơi đưa xuống hầm cho đỡ ngộp. これで、あの、穴の、と、あの、空気の通り目、下の、この下の。はい、そうそう、空気を出して。今、ダムザーと、もう、nhiều đoạn ngắn để đi. Còn người Việt Nam mình sẽ đi một đoạn dài. Tại người nước ngoài người ta không có sức như người Việt Nam mình nên đi những cái đoạn ngắn và nó rộng hơn, thoải mái. Tái sinh. Nó được tái sinh từ cuối năm 1972. Ở trước năm 1972 thì Mỹ nó thả nhiều bom pháo vào chất hóa học nên rừng nó bị tàn hủy, tàn phá hết. Gần kết thúc cuộc chiến tranh nó mới được mọc tái sinh lại nên chỉ có những cái cây nhỏ thôi, nó không còn được những cây lớn như trước đây nữa. Và trong chiến tranh thì Mỹ thả xuống Củ Chi là nửa triệu tấn bom. Ước tính 1 mét vuông đất Củ Chi sẽ chứa đựng 3 kg mảnh bom pháo và 100,24 gram chất hóa học, trong đó thì có chất dioxin. Dạ, đường hầm thì vẫn như cũ thôi anh, vẫn nằm vị trí cũ nhưng mà sau này mình sẽ được mở rộng ra và làm những cái chỗ lên xuống như thế này để khi đi hôm qua mình sẽ lên xuống địa đạo rất là dễ. Còn trước đây mình sẽ lên xuống bằng những cái lối rất là nhỏ hẹp và sau đó anh chị mình sẽ xem lại đó là cái nắp hầm bí mật. Và điểm đầu tiên thì anh chị sẽ đứng xuống xem là cái giếng nước trong lòng địa đạo, giếng nước để sử dụng sinh hoạt trong thời gian chiến tranh. Và sau đó cả đoàn mình sẽ được đi một đoạn địa đạo dài khoảng 15 mét lối xuống ngoài đây và lối ra là mái che bên kia. Đấy, xuống đi cha. Chào các chị. Mở mặt đang sao đi chị. Đi
Tại vì trong thời kỳ chiến tranh thì lấy là hào bơm, đóng hào hầu hết các cái nước, các mặt nước của mặt trạng 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 ở đây thì mời gia đình xem lại cái ổ chiến đấu. Nên mà người du kích có thể quan sát và bắn tỉa ra được bên ngoài qua những cái lỗ nhỏ như thế này, gọi là cái lỗ châu mai. Và mỗi ổ chiến đấu như thế này, bên dưới sẽ được bố trí từ 3 đến 5 người. Qua đây thì anh chị sẽ xem lại cái nắp hầm bí mật, chỗ du kích lên xuống địa đạo trong thời gian chiến tranh. Còn những cái lối hồi nãy anh chị mình đi chỉ mở rộng ra sau này thôi, làm những cái bậc lên xuống để cho anh chị mình đi tham quan dễ dàng hơn. Trong chiến tranh sẽ lên xuống bằng những cái lối này. Và cái nắp hầm này sẽ thiết kế vừa với dáng người du kích, lính Mỹ to con nó sẽ không lên xuống được những cái lối này và nó sẽ được ngụy trang rất là bí mật. Xung quanh đây sẽ có rất nhiều bãi trong và bãi miền trong chiến tranh thôi, còn bây giờ không còn nữa. Và người du kích xuống cuối cùng thì sẽ có nhiệm vụ là ngụy trang cái nắp hầm này lại và sẽ quan sát bên trên mặt đất. Khi phát hiện có quân đội Mỹ đi xăm soi tìm những cái nắp hầm này sẽ cài bên dưới nắp một quả mìn. Quân đội Mỹ mà tìm được cái nắp hầm này, tập trung đồng bọn lại cố gắng mở cái nắp hầm này lên thì mìn bên dưới sẽ bị rút chốt và phát nổ. Mìn nổ thì nó có hai cái tác dụng. Thứ nhất, nó có thể tiêu diệt toàn bộ lính Mỹ bên trên mặt đất. Và thứ hai là làm sập cái nắp hầm này, phi tan cái lối xuống địa đạo. Đó là nhiệm vụ của người du kích và quả mìn. Xuống đây thì anh chị có thể vào bên trong một chiến đấu. Thế này nó có thể tiêu diệt được từ 3 đến 5 người trong một trận ca. Rồi qua đây thì gia đình sẽ thấy lại được cái căn hầm quân y, nơi để cho người du kích mình bị thương nằm nghỉ ngơi trong thời kỳ chiến tranh. Và xuống đây anh chị mình sẽ được đi một đoạn địa đạo dài khoảng 5 mét qua mấy tre bên đây xem là cái căn hầm giải phẫu, nơi mổ sẽ những lấy những mảnh bơm mảnh đạn cho người du kích mình ra. Xin mời anh chị bước xuống hầm quan. これ、これさ。これ、ちょっと。で、え、これ、びっくりしたし。 それだ。それ。これ、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 これ
Bộ đội ngày xưa là cái phòng họp bộ tư lệnh, nó sẽ diễn ra những cuộc họp để đưa ra các chỉ thị các mệnh lệnh tấn công. Và bên trong phòng họp còn lưu giữ lại cái bộ bàn ghế và cái sơ đồ quyết chiến Tết Mậu Hăng 1968. Vào phòng họp thì chị mình sẽ đi một đoạn địa đạo dài khoảng 10 mét, lối xuống là đây và lối ra là mái che bên kia. Nói cho con nghe. Này thấp hơn cái kia nha. Đi.
nó ngồi đây 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 bây giờ cái này đấy 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 đúng rồi. Phòng phó chính quyền và 50 mét thì sẽ ra ngay cái phòng chính quyền và 120 mét sẽ xuống tới cái bếp quan cảnh. Bếp nấu dấu khói chị. Cái lối nào của phòng học đấy chị. Nâng cả khói ra. Mà cái này nhỏ lắm. Khói này là 30m の最短コースで、多分 50m だったり、120m 切り抜けたりとか、するから。お父さん。Thời kỳ kháng chiến chống Pháp dưới 48km trường học. Vậy đó lúc này chỉ đơn sơ thôi, dùng để ẩn nấp và khắc dấu tài liệu. Để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Mỹ mới đầu phát triển đạo lên 250km. Đạo trong vòng 20 năm. Đạo vừa chiến đấu, công cụ là khi và cuốc, sức nâng là chủ yếu. Và bây giờ thì anh chị mình chỉ đi lại những cái đoạn ngắn tự tin thôi. Và đến cuối cùng anh chị sẽ xuống xem lại cái bếp nấu dấu khói hay còn gọi là bếp hoàng cầm. Sau đó, gia đình mình sẽ được cung cấp một đoạn. Cho nó ứng cụ sử mê được. Nó chỉ có tới khi bảo cho nó cái hành đó. Sự cố. Đây là cái gì đây? Đây là phòng nghỉ ngơi và làm việc của tư lệnh. Ở đây gia đình mình sẽ xem là cái bếp hoàng cầm, hay còn gọi là cái bếp nấu dấu khói. Bếp này do một người chiến sĩ ăn nuôi tên là Hoàng Cầm thiết kế ra vào chiến dịch Hòa Bình 1951 nên lấy tên Hoàng Cầm đặt tên cho bếp. Và đặc trưng của cái bếp này là nấu khói nó sẽ không trực tiếp bốc ra tại bếp, mà khói nó sẽ đi theo hệ thống ống dẫn khói bên trong lòng đất đến những ụ chứa khói. Ụ này đây thì nó sẽ sang ụ khác, và khi khói nó lên trên mặt đất thì nó đã ngấm dần vào đất rồi, thì nó chỉ là đà trên mặt đất như một làn sương mỏng thôi, máy bay quân đội Mỹ khó mà phát hiện được. Và những cái mái che như thế này sau này mới dựng lên thôi, không chỉ cần không có mái che. Đây là món ăn thưởng thức sau khi thăm bếp Hoàng Cầm.